Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin nóng nhất trong nước mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 19 tháng 8. Đã chi 689 tỷ đồng hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến ngày 18 tháng 8, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã chi trả hỗ trợ cho hơn 243.000 người lao động với số tiền là 689 tỷ đồng. Như vậy, số chi hỗ trợ lần thứ hai từ kết dư Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp trị giá 1.155 tỷ đồng đã đạt gần 60%. Việc chi này dành cho trên 414.000 lao động bị ảnh hưởng của COVID-19 đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng hạn nhưng chưa nhận được tiền. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai gói hỗ trợ theo nghị quyết số 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ, đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 10 tháng 9 năm 2022. Bảng xếp hạng thế giới của Research.com có tên nhiều nhà khoa học Việt. Tháng 8 năm 2022, trang mạng Research.com, cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học trên thế giới, đã công bố kết quả xếp hạng các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học. Vị trí của một nhà khoa học được đánh giá dựa trên chỉ số D, chỉ số đánh giá trên cơ sở các bài báo khoa học và giá trị trích dẫn trong một lĩnh vực cụ thể. Đợt xếp hạng lần này, trang mạng Research.com đã xem xét dữ liệu của 166.880 nhà khoa học có năng suất công bố và trích dẫn hàng đầu thế giới. Research.com phân chia thành 24 lĩnh vực để xếp hạng. Có 10 nhà khoa học Việt Nam đang làm việc trong nước được xếp hạng trong 6 lĩnh vực. Lĩnh vực hóa học có giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Việt Kiều Úc, địa chỉ Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ có giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội. Lĩnh vực khoa học môi trường, Việt Nam có 2 người là giáo sư tiến sĩ Phạm Hùng Việt và phó giáo sư tiến sĩ Từ Bình Minh đều thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Lĩnh vực khoa học máy tính có phó giáo sư tiến sĩ Lê Hoàng Sơn, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội. Lĩnh vực khoa học vật liệu có giáo sư Nguyễn Văn Hiếu, Trường Đại học Phoenicia. Lĩnh vực cơ khí và kỹ thuật hàng không vũ trụ có 4 nhà khoa học Việt Nam, trong đó Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh có 2 người là giáo sư Nguyễn Xuân Hùng và phó giáo sư Phùng Văn Phúc. Trường Đại học Tôn Đức Thắng có 2 người là phó giáo sư Nguyễn Thời Trung và phó giáo sư Thái Hoàng Chiến. Trong bảng xếp hạng còn có một người nước ngoài nhưng lấy tên địa chỉ Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam. Lĩnh vực y học cộng đồng có phó giáo sư Trần Xuân Bách, Trường Đại học Y Hà Nội. Trước đó, tháng 10 năm 2021, tạp chí PLOS Biology Hoa Kỳ đã công bố kết quả xếp hạng 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2021. Theo thứ tự bảng xếp hạng này, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức và phó giáo sư tiến sĩ Lê Hoàng Sơn là 2 trong số 5 nhà khoa học Việt Nam vào nhóm 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới. Tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy xã hội hóa giáo dục mầm non. Thành phố Hồ Chí Minh bình quân mỗi năm tăng gần 10.000 trẻ mầm non, vì vậy việc khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình trường mầm non, nhất là mầm non ngoài công lập luôn được thành phố quan tâm, tạo điều kiện nhằm giảm bớt áp lực cho các trường công lập. Tuy nhiên, việc thực hiện xã hội hóa giáo dục mầm non thời gian qua gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. Đây là nội dung được đề cập tại buổi làm việc của đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội với Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện chính sách pháp luật đối với giáo dục mầm non tại khu công nghiệp, khu chế xuất diễn ra chiều ngày 18 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 16 khu chế xuất, khu công nghiệp đang hoạt động, tập trung tại thành phố Thủ Đức, các quận 7, 12, Tân Phú, Bình Tân, các huyện Củ Chi, Bình Chánh và Nhà Bè. Tại các quận, huyện này có 776 trường mầm non, 214 trường công lập, 562 trường tư thục, dân lập, 1.177 nhóm, lớp. Tổng số trẻ đang theo học bậc mầm non là hơn 142.300 trẻ, trong đó đa số là học ở khối ngoài công lập với gần 84.000 trẻ, học trong khối công lập là hơn 58.000 trẻ. Tại các địa bàn nói trên, có 24 trường mầm non ở vị trí liền kề và bên trong khuôn viên các khu chế xuất, khu công nghiệp được đưa vào hoạt động phục vụ giữ trẻ là con công nhân, đang làm việc trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và cả trẻ của các hộ dân địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho quận huyện tự quyết số phận chung cư cũ.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định ủy quyền lại cho Ủy ban nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức quyền tự quyết số phận các chung cư cũ xây dựng trước năm 1975. Theo đó, các quận huyện sẽ thực hiện quyền hạn nhiệm vụ liên quan tới thủ tục đầu tư, cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ này. Quận huyện và thành phố Thủ Đức sẽ ban hành kết quả kiểm định, ban hành quyết định cưỡng chế, tháo dỡ, di dời người dân. Thực hiện việc tháo dỡ, cưỡng chế tháo dỡ, cưỡng chế di dời trong trường hợp chung cư cần phải xử lý vì không đảm bảo an toàn. Ngoài ra, quận huyện, thành phố Thủ Đức sẽ phê duyệt, công bố kế hoạch cải tạo cũng như chế độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạm cư cho người dân bị ảnh hưởng. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.